chào mừng các bạn quay trở lại với channel của 7S. Hiện tại thì đang cũng như chị Tâm đang có mặt tại một sự kiện vô cùng lớn của Huawei, ra mắt 3 con đồng hồ hoàn toàn mới, bao gồm Huawei Watch GT3 và Huawei Watch Fit 2 và Huawei Watch Kit 4 Pro. Đây là 3 sản phẩm hoàn toàn mới của hãng với nhiều công nghệ đặc biệt. Thì để xem 3 chiếc đó có gì đặc biệt nha, cùng đón chờ trong video này. Và bắt đầu video thôi. Thì tại sự kiện của Huawei thì không chỉ ra mắt 3 mẫu đồng hồ thì Huawei còn trình làng những sản phẩm đang được nổi bật nhất của hãng. Ví dụ như ở đây, mình có một con MacBook 14 phiên bản xài chip Ryzen 5. Vào tháng 3 thì có một con phiên bản là xài chip Intel, nó cũng khá nổi bật. Nhưng mà với phiên bản Ryzen 5 này, nó sẽ có giá tốt hơn. Tại 7S nó cũng giá nhưng mà nó sẽ hơn con RAM 16GB. Thì ngoài ấy có màn hình Huawei nè, một con GT Runner. Và một cái đặc biệt nữa mà mình đang xin xếp để mà có một bài review, tai nghe Huawei FreeBuds Studio. Nó dành riêng cho những công việc sáng tác nội dung này nọ. Và khả năng chống ồn nó cũng cực kỳ tốt. Thì đặc biệt hơn nữa thì tại vị trí bàn này, mình đang có một gọi là Super Device. Bình thường các bạn biết cái Huawei thì sẽ có Huawei Share để mà truyền những tập tin từ điện thoại sang máy tính. Tuy nhiên với Super Device thì sẽ kết nối toàn bộ những thiết bị của hãng lại với nhau. Ví dụ như từ máy tính bảng nè, hoặc là điện thoại, hoặc cả với chiếc MacBook 14 của mình. Thì chỉ với một vài thao tác nhỏ thôi, chúng ta có thể kết nối nó lại với nhau. Và không chỉ truyền tập tin mà chúng ta có thể điều khiển thiết bị này trên thiết bị khác. Ví dụ như các bạn sử dụng máy tính bảng để mà vẽ nhưng mà cái kết quả hiển thị có thể hiển thị trên con MayView này. Với phiên bản Watch Kit 4 Pro, đây là một đồng hồ dành riêng cho trẻ em để giúp cho những phụ huynh theo dõi con em của mình. Nó có khả năng định vị AI thông minh. Ngoài ra còn bổ sung thêm một camera để phụ huynh có thể nghe gọi video trực tiếp chất lượng HD cho con em của mình. Còn về chất lượng video như thế nào và phần mềm như thế nào chắc phải đợi bà chị trên tay phía sau. Khác biệt so với lại những đồng hồ thông thường thì với đồng hồ trẻ em này sẽ có thêm 2 dải đèn LED định vị. Về thời lượng pin thì Huawei công bố nó có thể sử dụng lên đến 7 ngày với chế độ tiết kiệm pin. Còn nếu sử dụng liên tục thì có thể kéo dài đến 2 ngày. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Cụ thể thì sản phẩm Huawei Watch GT3 Pro chúng ta sẽ có 2 phiên bản. Phiên bản trên tay mình đây là phiên bản Titanium với mặt kính sapphire và mặt lưng phía sau được làm bằng gốm. Phiên bản thứ hai được làm từ gốm tinh thể nano và theo công bố của Huawei thì nó sử dụng 10 ngày đánh bóng bề mặt bằng bột kim cương với nhiệt độ 1500 độ. Viên mã vàng và khắc 24 điểm khác nhau thể hiện cho 24 giờ trong ngày. Về tính năng thì Huawei bổ sung thêm một tính năng mới, chính là đo điện tâm đồ ECG. Thì với tính năng này, nó sẽ cho ra những kết quả đo nhịp tim chính xác hơn, đồng thời đưa ra những cảnh báo về bệnh tật này nọ về chỉ số đồng hồ của bạn. Thêm một công bố nữa là so với lại thế hệ tiền nhiệm chỉ có khả năng kháng nước chống bụi bẩn là 5 atmosphere. Tuy nhiên với phiên bản GT3 Pro này sẽ có khả năng kháng nước 30m và còn bổ sung thêm nhiều chế độ luyện tập thể thao chuyên nghiệp khác nhau và đặc biệt là bổ sung chế độ lặn tự do, cung cấp những dữ liệu lặn theo thời gian thực với cảm biến đo độ sâu, chế độ tập luyện nín thở. Và nếu các bạn có quan tâm đến những chiếc đồng hồ này của nhà Huawei thì có thể liên hệ ngay với cửa hàng của 7S bằng đường link bên dưới phần mô tả hoặc phần bình luận của video. Hiện tại thì sản phẩm này sẽ về hàng sớm tại hệ thống cho nên các bạn có thể truy cập vào để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là ngày về hàng sớm nhất. Chi tiết 3 sản phẩm như thế nào thì cùng đón chờ trên kênh YouTube của 7S bạn nhé. Và đó là những cảm nhận của tụi mình khi mà tham gia cái buổi sự kiện ra mắt sản phẩm mới lần này của nhà Huawei. Rất cảm ơn các bạn đã xem hết video, nhớ like, share và subscribe ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.